Dạ rồi em chào chị gái nha. Rồi anh chào em gái. Dạ vâng, chị gái cho em xin phép được hỏi chị gái tên là gì và đến từ đâu? Tôi thì Phượng Chị đến từ đâu ha? đến từ Đồng Tháp Từ lên. Đồng Tháp ha. Rồi còn em gái, em tên gì? Dạ em Nguyễn Thị Ngọc Thi. Nguyễn Thị Hồng Thi ha. Ngọc Thi. Ngọc Thi ha. Dạ. Rồi mình nói chuyện lớn tiếng lên cho ông bà cô bác cộng đồng mạng nghe với ha. Dạ rồi, xin phép được chuyện trò với chị. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ chị vụ việc gì? Thì tìm con gái đi làm công ty khu công nghiệp Hải Sơn, Tân Đức. Rồi chiều 5 giờ ngày thứ sáu 30 tây là em nó đã đi luôn. 30 tháng 6 đúng không ạ? Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7, Rồi. tức là được 3 ngày. Dạ. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 20. 20 tuổi. Trước giờ làm việc sinh sống tại đâu? Tại Long An, Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Long An ha. Quê quán nhà mình thì ở Đồng Tháp, nhưng mà toàn bộ gia đình nhà mình lên Long An lập nghiệp đúng không ạ? Dạ đúng Có ở chung với lại ba mẹ không? rồi. À, con gái ở chung với mẹ. Dạ, ba đâu? Thôi ba lâu rồi. À, vậy là chị là mẹ đơn thân. Dạ. Nhà chị được mấy người con? Bốn người. Bé bỏ đi là thứ mấy? Thứ hai, bé lớn. À, chị cả. Ở trong miền Nam miền Tây thì thứ hai gọi là chị cả ha. Vậy là trước giờ là một mình chị lo lắng và nuôi cho bốn con. Dạ. Chồng chị có trách nhiệm không? Không. Thôi lâu chưa chị? Hơi lâu rồi. Mấy năm rồi ạ? Hồi nay cũng mà lâu lắm rồi với chị mới Lâu ha. thôi. Có cung cấp cho chị được đồng bạc nào để nuôi con không? Không. Trời ơi. Vậy là chồng chị là một người cha vô trách nhiệm. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Không có thăm các con luôn. Không. Vậy là chị hiện tại bây giờ chị vẫn ở vậy. Lo thôi nay mười mấy năm rồi cái À, mười mấy năm. rồi chị mới kết nghĩa với ông sau này. À. Ông sau này giờ cũng bỏ đi rồi tại vì nhậu quậy Ồ, quá. vậy là cuộc đời của chị cũng rất khổ ha. Nhậu quậy quá rồi cái công an mời bắt lên mấy lần rồi đó, giờ nhiều lần lắm rồi. Vậy ông, nhưng mà ông sao mình không có tìm hiểu hay là ông lừa? Cũng quen quen rồi lúc đó là mẹ cũng khó khăn quá đuổi đi làm cũng như là bị sa ngã quá rồi cái quen nhau rồi sống tới ngày giờ này. Vậy là trước đây mười mấy năm về trước là chị là thôi chồng, bỏ một tay chị lo cho các con hết, tự đi làm bươn chải lo cho Là các lo cho con. hai chị em bé này thôi, bé này với bé lớn đó. Còn hai bé nữa ai Hai thằng con nuôi? trai sau thì con chung với anh sau này. À, vậy là con riêng là chỉ có hai bé gái thôi, là một tay chị lo, và sau này thì ông chồng sau có lo được cho chị Không, không? không lo được gì hết Vậy luôn. là báo nữa, Lại thêm báo nữa. báo nữa đúng không ạ? Mà Vậy hai đứa em này lui không à. trời ơi, vậy là cuộc đời của chị tới lần thứ hai lại vấp ngã thêm một người, gọi là chị mong muốn từng xem là một người chồng, người bạn đời để mà cùng nhau gánh vác lo cho các con. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại vừa rồi thì Không lo báo được quá gì hết. báo rồi đúng không ạ? Không lo được gì hết. Vậy là hai bé này phải lo và cùng với chị lo. Lo Cái hết. người chồng sau đây có trách nhiệm gì với có hai con của chị không? Cũng không có la gầy gì cũng như là cũng có hơi thương Không, thương ý xíu. ý là của em ấy là thôi rồi có lo được đồng bạc không? Không. Bởi vì ông như chị nói là ông chỉ biết ăn nhậu thôi đúng không? Ăn nhậu Quậy hả? rồi quậy quạ. Nhưng mà lúc quen nó mình có thấy cái điểm đấy không? Không. Lừa mình ha. Không. Gạt mình đúng không ạ? Lúc đó Về rồi thì cũng biết hiền lắm. hiền ha. Về rồi mới sinh tật hả? Sinh tật. Bởi phụ nữ 12 bến nước đúng không chị? Bến trong thì không thấy mà thấy toàn bến đục không, mà đục thì toàn sình không đúng không ạ? Dạ. Và vừa rồi thì con gái nhà mình đi là ngày 30. Ngày Con 30 gái nhà mình lúc đấy là đang làm công ty đúng không ạ? công ty. Có bạn trai chưa? Không, nó Con có gái á. con gái thì nó có bạn trai mà dẫm về là làm đám nói rồi đó. À, tức là đã ra mắt rồi Đám đúng nói không ạ? rồi, đám nói rồi, Làm đám nói lâu chưa chị? đám nói cách đây một tháng mấy rồi. Là lấy chồng ở đâu? Vậy đó, tám ba Sóc Trăng. Sóc Sòi, Sóc Trăng ha. Là con rể nhà mình tới nhà mình nhiều lần chưa? Đám xong rồi cũng cả tuần cái thấy là con nó làm việc vất vả quá, nó làm gì cả đêm không à, Dạ. rồi cái mới nói là thôi con ơi con qua đây con ở đi đặng mẹ Dạ. chăm sóc cho con luôn, Dạ. phòng của mẹ cũng rộng thì con lên trên Dạ. lầu Dạ. rồi mẹ với em với vợ con thì ngủ ở dưới Dạ. đó thì vậy nó mới dọn qua đây. À, là qua luôn nhà mình luôn ha. Qua dọn qua đây. Vậy lúc bỏ đi đó con rể có đi không? Hay là mình con Không, gái nhà con mình? rể đang ở nhà giờ nó đang buồn nó khóc Ủa hoài sao con luôn. rể hôm nay không về đây?
tại vì nó ở nhà nó còn giữ hai đứa em vợ của nó nữa, hai đứa em À, nhỏ. giữ hai đứa bé nhỏ ha, À. tuyệt vời. Vậy là từ lúc mà con gái nhà mình bỏ đi thì con rể khóc Khóc mà khóc nó nhiều buồn lắm, không? nó buồn, nó khóc, nó Con rể năm buồn nay bao lắm. nhiêu tuổi rồi chị? 30. 30 tuổi. À. Mà con nhà mình là mới Như Tết này là nó 21. 21 À. ha. Tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là Tại vì cũng hai biết đứa nó là yêu thương thương nhau nhau. luôn. Nhưng mà trong cái thời gian mà về nhà mình đã ở được lâu không? Lâu rồi, tháng mấy hay rồi đó. Có thấy hai đứa cãi nhau không? Không thì tại vì thằng này thì nó như là dạng là nó lớn tuổi rồi, nó cưng bé này lắm. Rất thương và rất À, chiều nó đúng không thương ạ? lắm. Nhưng mà tại vì có bé này đi làm về cái nó mặt nó hơi quạo thì chị có gầy la nó. Với lại nó nói chuyện với chồng nó hơi hơi cọc một xíu. Cọc ha, nói Thì chuyện anh em ngọt không hay là mày tao? nói chung là nó nói chuyện với ai cũng cọc hết á, bản tính nó là À, như vậy. nhưng mà về hai đứa có cãi lộn không? Không, không có cãi. Không cãi ha. Không. Con rể của chị có thương nhiều không? Thương lắm. Mà tới thời điểm này sắp sắp cưới rồi thì tự dưng là bỏ trốn rồi. À, bỏ đi, nhưng mà khi trước khi nó đi là 4:34 là nó có điện gì cho chồng Dạ. nó hỏi là anh đang làm gì vậy. Dạ. Chồng nó mới nói là anh đang đi, anh làm về mệt quá, anh đợi em về ăn cơm Dạ. mà đói quá anh ăn cơm trước, hỏi anh ăn cơm với ai. Rồi thằng chồng nó mới nói là anh ăn cơm với dì ba với em Tư với thằng Năm. Dạ. Rồi hỏi mẹ đâu, nói là mẹ đang làm một phích trà đường kìa. Dạ. Rồi nó kêu là anh quay thấy phích trà đường cho em coi coi. Thằng này mới Dạ. dở lên quay phích trà đường, xong rồi nó nói là anh ơi em muốn ăn mì cay, muốn uống trà sữa. Dạ. Thằng này nói là ừ vậy đi, chiều anh em về đi rồi tính. Cái nó nói Dạ. thôi anh tắt điện thoại anh ăn cơm nghe. Cái nó nói nói chuyện xíu đi rồi em vô làm. Cái nói chuyện xíu, cái nói chuyện khoảng chừng 3 phút sau nữa cái vợ nó mới nói là thôi vậy em vô làm nha, anh ăn cơm đi. Cái thằng này nó nói ừ vậy em vô làm. Cái nó nói dạ. Dạ. Vậy là cái ngày đó là đi luôn. Ngày đó là chiều năm đi luôn á. Vậy là tình cảm của con rể và con gái nhà mình rất là thương nhau. Nhưng mà mình chưa biết được một cái lý do gì con gái nhà mình bỏ đi Không đúng không? biết được lý do gì nó Mình có đi báo nữa. cái tin tức này cho xui ra chưa? Chưa. Ô sao mình không thông báo Tại cho xui vì ra đi? chưa dám báo để đi tìm con coi như thế Không, nào. mình phải báo. Bởi vì đi nay cũng đã được 3 ngày mà mình chưa có tin tức. Mình dự định ngày nào làm đám cưới. Dự định là tới tháng 11 lận. À, còn lâu mà đúng không ạ? À. Em tưởng là sắp cưới rồi, tưởng là tháng À. sau cưới thì mình phải báo để cho xui ra biết để mà chuẩn bị. À, tháng 11 Cũng tây, như tháng 11 cưới. là lo liệu có cái gì để mình có cái cách có hướng để mình sắp xếp kế hoạch. À. Vậy là tháng 11 tây mới cưới hay là âm Tháng 11 tây. tây ha? À. Hôm nay là tháng 7 rồi, vậy là còn chỉ có 3 4 tháng được, 4 tháng là cưới rồi. À. Là mình dự định làm đám cưới ở quê nhà hay ra. Ở ở Đức Hòa Long An luôn. Dạ, nhưng mà mình cũng nên thông báo cho xui ra. Ê, Để tại tại xui để cũng ra. có dự định nói với con rể là thôi để mẹ tìm vợ con một thời vài bữa nữa rồi mẹ cũng lựa lời nói chuyện với dì xui, chứ giờ con mình bỏ đi vậy là mình đã sai hết Sai rồi, ha, bây giờ không biết ăn nói với xui không biết ra ăn nói sao sao luôn nữa. À, chị buồn mấy ngày nay chị khóc không mà chị không ăn uống gì ha. nữa. Dạ. Con gái nhà mình thường thường khi mà ở nhà mình có xài điện thoại nhiều không? Không. À, cách đây khoảng năm mấy rồi là bé không xài Nhưng mà điện cái mối thoại. tình cảm này giữa con gái nhà mình quen con rể đó là làm mai hay là tự quen? Tự quen. Hai đứa đi làm chung hay như Không, nó làm nào? riêng mà nó quen trên Facebook á. À, quen Rồi, trên mạng xã hội. à, rồi cũng gần, thằng đó cũng ở trọ gần. Rồi là hai đứa quen lâu không chị ha? Quen cũng vài 3 tháng. Rồi lúc trước là nó quen trên mạng xã hội là không gặp mặt là cũng mấy tháng. Rồi sau này gặp mặt cũng cả 2 tháng mấy rồi mới tới chuyển đến làm đám. Nhưng mà con gái nhà mình ngoan không? Nói chung là bé nó rất là ngoan. Con trời chung dị không? Không, không hề. Có thương mẹ thương các em nhiều không? Thương mẹ, thương em nhiều Thương lắm. mẹ thương em đúng rồi, bởi vì mẹ mà cuộc đời của mẹ đã khổ rồi, vất vả rồi. Cuộc đời của mẹ gặp em nói thẳng một câu gặp toàn ông binh rồi, đúng không ạ? Mà bây giờ thì trách nhiệm gọi là một người mẹ phải làm tròn đó là lo cho các con nữa. Nên mà con gái của chị thương mẹ như vậy là điều tuyệt vời rồi. Nhưng mà tới giờ phút này thì bản thân chị cũng như các con của chị không biết được rằng con gái của chị lần này bỏ đi vì điều gì. Không biết có uẩn khúc hay khó khăn hay là khúc mắc gì không. Nên chị rất là lo lắng đúng không ạ? 3 ngày trời qua, chị và con rể đã đi tìm kiếm được ở những nơi đâu rồi? Đi đủ thứ, đi về quê rồi điện liên lạc tùm lum hết, không có ai được hết, mà điện bé thì bé không bắt máy. Vần đổ chuông. Dạ. Nó chặn hết tất cả các Zalo, nếu mà người nào điện đó mà nó mong manh về tới mẹ nó kiếm đó là nó chặn hết. Cái Tại ngày vì bỏ đi đấy là đang đi làm đúng không ạ? dạ Trên người có đeo vòng vàng gì không? lãnh lương tiền, lãnh lương với thẻ của bé này nó đều lấy hết, Ồ, điện tiền thoại của bé này luôn. điện thoại. Vậy là con gái nhà chị
Chị cả là xài hai điện thoại hay một? Không, hồi đó giờ không cho xài điện thoại. À, Cái lý do đó sao không cũng cho một năm xài? rồi, tại vì lúc trước là bé nó xài điện thoại rồi cái vô cũng như là chụp hình rồi này kia đó, cái đăng lên đó chụp hình, như là nói chung là đang làm hàng chụp hình rồi kia đó. Rồi À. nhưng mà chủ quản thì không la bé đó, tại vì bé làm được hàng rồi, như chị làm không được á, người bạn kế bên làm không được, cái chủ quản la chị, cái nên là chị mướn nhân hộ quýnh bé. Ai? À, cũng như là bạn á, bạn mướn nhân hộ quýnh. Quấn con nhà mình. À Ủa tại sao lại quấn con nhà ừ, mình? tại vì như bé thì nó làm hàng được, nó làm À, giỏi. tức là người công nhân khác. À, Tức là bị nói này kia rồi ghét bé, à rồi ghét muốn rồi giang hồ. mướn nhân hộ quýnh thì cũng có nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần quấn lắm ạ. À, rồi chị mới nói là thôi bây giờ con không xài điện thoại nữa, là cách đây khoảng tầm một năm trở lại đây là chị không cho bé xài điện thoại, chỉ xài nhờ điện thoại của em thôi, Vậy bé vẫn chịu luôn ạ. chịu, Dạ. tại vì chị cũng bé bị quýnh nhiều lần quá. Quấn xong mình không báo cơ quan chức năng chính quyền nơi địa phương mình sinh sống. À, quýnh xong rồi báo người ta tung tiền ra thì mình làm không lợi người Sao ta, không lại được? Quấn thương tích lớn không? như là lúc đó là nó chém thằng bạn nó là tét đầu ở đây Sao mình luôn. không đi bác sĩ báo Đi công an rồi mình có đi bác làm sĩ coi bao luôn, nhiêu là vết thương bao nhiêu phần trăm? có đi bác sĩ luôn, nhưng mà nói chung là đó là dạng như khu vực Đức Hòa, là công an của công an thì cũng có can thiệp vào đó. Dạ rồi, thôi cái sự việc đó qua rồi mình không nhắc lại nữa ha. Nhưng mà lần sau em bảo này, nếu có trường hợp gì mình cứ báo công an, không phải sợ hết nha. Mình đi giám định thương tích. Nếu trường hợp con nhà mình bị đập, bị đánh giang hồ giang nắng giang háng gì em không cần biết. Nhưng mà khi đập con nhà mình không việc gì phải sợ. Mình cứ báo công an, mình đi giám định thương tích, nếu trên 11% thì cái đối tượng đó đánh chắc chắn sẽ đi một khóa rất là lâu ấy nha. Nên mình cứ bản lĩnh lên nha. Mình không phải sợ, chẳng qua gia đình nhà chị không có am hiểu về pháp luật nên mà cứ sợ này sợ kia thôi, cứ sợ nó trả thù đúng không? À, với là chị á, thì từ Đồng Tháp lên đây thì chỉ có gia đình chị thôi, có bố mẹ con với chứ Dạ. không còn dòng họ nữa. Bây giờ chị sợ nhất con chị đi lần này vì điều gì? Chị sợ nhất là bé nó đi nó bị người ta gạt gẫm, tại vì bé này nó rất là khờ. Chị có sợ rằng con nhà mình bị phải lòng ai đó, bị dụ dỗ cám dỗ không? Chị có sợ không? Có nghi ngờ điều đấy không? Chị rất là nghi ngờ điều Đúng đó, không ạ? nhưng mà chị nghi ngờ Bị là cám dỗ. cám dỗ người ta sẽ dụ đem ra ngoài chỗ khác người ta làm ăn, tại vì nó nói là Có sợ rằng sẽ đưa con gái nhà mình đi làm những việc bậy bạ không lành mạnh dạ đúng không? rồi, dạ Có sợ đưa con gái nhà mình, bắt con gái nhà mình đi làm những quán karaoke ôm không? dạ sợ. Quán cà phê chòi không? Và thậm chí ép con gái nhà mình tiếp khách không? Làm gái luôn không? Chị có Dạ sợ điều đấy không? rất là sợ, Có khả năng có thể xảy ra. dạ Đúng không ạ? Mặc dù con gái nhà mình tuổi đời 20 nhưng ngoại hình ở thực tế ở bên ngoài có giống trong hình không? Có giống, xinh như vậy không? có Có trắng như vậy không? có Đó là cái ngoại hình mà cho các đối tượng nhắm tới. Đúng không ạ? đúng rồi. Thật sự đây là một câu chuyện rất là đáng tiếc. Trên video này chị có điều gì muốn tâm sự với con gái của mình không? Mời chị. Con ơi con về với mẹ Sắp cưới tới nơi rồi nè. con về với mẹ đi, cái gì con nói, con nói cho mẹ nghe đi. Nhi ơi con về với mẹ đi, mẹ tìm con dữ lắm rồi, mấy ngày nay mẹ tìm con, mẹ không ăn không uống gì đó, con ngủ rồi, mẹ đợi con về Nhi ơi. Đầm đầm đề đề thật sự một người mẹ Con cuộc về với đời rất mẹ là đi, khổ. con đừng nghe lời người ta nữa, người ta nói vậy thôi, khi nào con ăn hết tiền thì con người ta cũng không có giúp con nữa đâu, con về với mẹ đi Nhi ơi. Người ta chỉ dụ người ta đưa con đi thôi đó, chứ người ta không có rước con về đâu. Giờ con ở đâu con nói đi, mẹ đi tới chỗ mẹ rước con. Đi là đi xa luôn đấy, đi là đi mãi mãi luôn đấy. Rất buồn, rất thương một người mẹ, một người phụ nữ chân chất hy sinh tất cả vì các con. Câu chuyện của chị về đây nhờ anh em tìm con là một câu chuyện thật sự rất buồn, bởi vì cuộc đời của chị không được may mắn như những người phụ nữ khác. 12 bánh nước nhưng mà chị toàn bánh đục không. Chị đã qua, gọi là bước qua sống với lại hai người chồng, nhưng mà hai người chồng đều gọi là hai người chồng phải nói một câu là chồng âm binh. Thật sự rất buồn. Và tới giờ phút này thì một người mẹ, những giọt nước mắt thì đang lăn dài trên gò má để mà về đây tìm con. Rất, thật sự rất là thương chị. Rồi, em gái có thể một lần nữa giới thiệu là em họ tên là gì? Em là Nguyễn Thị Ngọc Thi. Em là em của chị hai đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay em cùng với mẹ về đây để nhờ các chú, các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là tìm chị hai. Dạ. Bây giờ anh hỏi em trước, em có thương mẹ không?
Dạ có. Em thấy cuộc đời của mẹ em sao? Dạ cực khổ. Thấy cuộc đời của mẹ em khác với những người phụ nữ khác không? Dạ thấy. Em thương nhiều không? Dạ nhiều anh. Rất nhiều đúng không ạ? Riêng bản thân các anh, các chú ở đây, khi mà nghe mẹ kể về câu chuyện cuộc đời của mẹ thì các anh, các chú thật sự rất xúc động. Mà tất cả mọi người, ông bà, cô bác trên cộng đồng mạng cũng rất là thương và hiểu cho mẹ em rất nhiều. Từ lúc mà tạm thời gọi là ba đi ha, ba bỏ mặc như vậy thì em có thấy tủi thân không? Dạ có anh. Có ha. Dạ. Nhưng mà em vẫn may mắn là có mẹ ha. Mẹ lo cho các em từng bữa cơm ha, từng quần áo ha, mười mấy năm trời mà. Nên hy vọng rằng sau này, từ giờ và trở đi, các em phải thương mẹ gấp trăm gấp ngàn lần nha. Sau này có cho dù có lấy chồng nha, phải luôn luôn nhớ khắc ghi cái công ơn của mẹ, thương mẹ. Nhưng mà sau này lấy chồng là phải bắt chồng ở rể luôn để lo cho mẹ nha. Em có cung cấp thêm cái thông tin gì về chị hai không? Chị hai thì thường thường có hay chia sẻ gì với em không? Dạ không. Không à, không, hai chị em không tâm sự hả? Nhưng mà khi mà anh rể về nhà sống rồi thì em thấy anh rể sao? Dạ anh ghế cũng tốt lắm, Tốt có không? gia Tuyệt vời đình. không? Dạ tuyệt vời. Có chăm lo cho gia đình không? Dạ có. Có thương các em không? Dạ thương lắm. Nhưng mà hiện tại như mẹ nói ở nhà mà đang còn giữ hai em nhỏ là thấy là anh rể của em tuyệt vời rồi. Nhưng mà em thấy chị hai, tính tình của chị hai sao? Cánh chị hai thì cọc cằn vậy. Cọc ha. Dạ. Bộ cọc lắm hả? Dạ. Rồi có về nhà có chịu làm việc nhà không? Dạ có. Có. Em có điều gì chia sẻ tới chị hai, gửi gắm nhắn tới chị hai không? Em muốn nói là chị hai ơi về với em đi, em nhớ chị lắm. Rất thương. Hy vọng rằng chị hai của em xem được cái video này mà thương mẹ, thương các em nhiều hơn. Và đặc biệt còn một người chồng sắp cưới đang chờ ở nhà. Hy vọng chị hai đủ tỉnh táo nhận thức để mà quay về. Đừng nghe theo những cám dỗ dụ dỗ ngoài đời, ngoài xã hội, ngoài kia, mà để rồi đánh đổi đi gọi là cuộc đời, đúng không ạ? Dạ rồi. Thì chị, người mẹ còn điều gì muốn nói nữa không? Nhi ơi con về với mẹ đi Nhi ơi, mẹ khổ thế nào mẹ cũng nuôi con mà. Ngoài cha con bỏ con đi mẹ nhịn đói, mẹ cũng để gạo cho con ăn, mẹ nuôi con được, bây giờ cho con bỏ mẹ đi Nhi Nhi. Con về giúp mẹ đi. Vậy là chị nuôi bé được mấy tuổi thì chồng bỏ? 4 tuổi. 4 tuổi. Con về với mẹ đi Nhi ơi. Một người Mẹ phụ thương nữ. con lắm Nhi ơi. Nhìn chị, nhìn gò má chị rất là gầy ha. Mẹ Độc, cũng nhưng mà gầy sao chị gò. lại 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 cắt tóc ngắn như vậy? Chị thích hay là như thế nào? Hay là bị cái gì hay là sao? Con làm mẹ buồn, mẹ cạo đầu mà mẹ còn không bỏ con được mà Nhi, giờ cho con bỏ Trời mẹ ơi, Nhi vì ơi, con mà về cạo giúp đầu mẹ luôn. đi. Mẹ thương con lắm Nhi ơi. Giờ con về con nói, con về nhà con nói, con ở đâu con nói đi, mẹ lên mẹ rước con. Rồi về đến nhà con nói mẹ ơi, con sống thì mẹ chết, mẹ cũng chết cho con sống nữa Nhi ơi, con về giúp mẹ đi. Mẹ chỉ gặp con nữa Nhi ơi, mẹ nhớ con dữ lắm rồi. Mẹ gầy ra chẳng muốn cho con nên người rồi. Mẹ không có bỏ con đâu, con làm khổ mẹ, mẹ cũng không bỏ con mà. Một người mẹ đơn thân tới giờ phút này thật sự thì Mẹ tìm đủ mọi rất cách để thương. gặp được con, mẹ điện con bắt máy đi Nhi ơi. Mẹ sợ con lắm, tại vì con khờ mà, con đâu có được như em ba đâu. Con rất là khờ Nhi ơi, con về với mẹ đi. Mẹ gả con sợ mẹ gả con gả đi không được sự chăm lo của mẹ. Mẹ cũng xin là chồng con gả bất gãy, mẹ bất gãy rồi mà, con ở đây với mẹ rồi mà. Tại sao con bỏ mẹ con đi Nhi ơi? Người ta dụ ngọt con đó, người ta đưa con đi chứ người ta không có đưa con trở về đâu. Con khờ con không biết đường về với mẹ đâu, con nói đi mẹ rước con về. Con đi con lấy hết tiền đi rồi, con biết tiền bạc trong điện thoại của em đó, mẹ nhà không còn 1.000 một cách để mẹ ăn nữa. Con không biết mẹ khổ lắm không gì, mẹ bệnh mấy ngày nay đó. Mẹ không có tiền luôn á. Con về với mẹ đi, bây giờ đỡ con xài hết tiền cũng được nữa, con về với mẹ đi. Mẹ không cần tiền nữa đâu, con về với mẹ đi. Mẹ chỉ cần con về với mẹ thôi Nhi ơi. Thật sự đây là một câu chuyện rất đấy là buồn và rất đấy là tiếc. Hy vọng rằng khi cái video này
Tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đang tải lên con gái của chị sẽ xem được và sớm thức tỉnh để mà quay trở về. Bởi vì ở nhà không có ai tốt bằng mẹ, không có ai tốt bằng anh chị em, và đặc biệt có một người chồng đang chờ sẵn ở nhà. Nên hy vọng rằng Nhi, em có xem được cái video này, thấy mẹ của em lặn lội về đây cùng với em gái của em, thậm chí bây giờ đang khóc khóc rất là nhiều để mà tìm em, thì hy vọng rằng anh hy vọng rằng em đủ tỉnh táo, nhận thức, thức tỉnh để mà sớm quay trở về. Bởi vì ngoài đời rất nhiều cạm bẫy và cám dỗ đang chờ sẵn em. Hy vọng em sớm quay trở về nhà một ngày gần nhất để gia đình được đoàn tụ, để cho mẹ đỡ lo về em nhiều hơn. Mẹ đi từ sáng giờ, từ 15 giờ mấy tới giờ mà không biết đường đi, con gọi chỉ mẹ đi vô ruộng vô sình không à, Trời mẹ không dám ơi, đi là hôm nay luôn. đi về đây đi với hai mẹ con vậy hả? Đi hai mẹ Đi xe con Honda. đi đâu ra Rồi ai chở đi? bé đi Bé chở chở bé, bé chạy xe cứng không? Em chạy xe cứng chưa? Có bằng chưa? chưa, Trời ơi. nhưng mà nãy sợ cô gọi chỉ như vô đường con chút xíu Trời ơi, vậy Long à, An sình không ở Đức luôn. Hòa, Đức Huệ đúng không ạ? Bây giờ này, bé bé biết đường đi chưa? Bây giờ biết đường đi, hồi trước là bé lúc nãy bé đi đường nào? Đi giờ không có nhớ đường đâu, nó chỉ vô đường cũ không vô hầm vô ruộng không Rồi à. tí là anh chỉ cho một cái đường một đi về Đức Hòa Long An thẳng đường luôn. Biết mình biết cầu Phú Cường không? Lúc nãy có đi qua cầu Phú Cường không? Có mà giờ cũng không nhớ là Không nhớ hả? tại vì đi đường đúng á thì không đi, mà nó chỉ vô hẻm nhỏ xíu vậy sình Trời không ơi, mà cũng đi luôn có á. bằng lái chưa? Dạ chưa. Trời ơi, gan dữ hả? Không có bằng lái mà chạy giờ cấp xứ Đức Biết Huệ rồi công nhưng mà an không này có bằng luôn, lái lỡ chạy đi đi. kiếm chi Không, hay. không có bằng lái đi rồi gặp công an giao thông bắt rồi sao? Còn có một chiếc xe ông may bị giữ xe rồi sao? Xe gì? Chạy thì bé không có bằng lái, chạy đi cái xe Sirius cũ xì à. Nhưng mà đi mà không có bằng lái nguy hiểm lắm nha. Công an bắt cái là không có xe luôn á. Xong đi học bằng lái đi. Không có thời gian hay Tại sao? vì bé giờ cũng đi làm nông Đi thôn làm chị. ha. Rồi. Chị Còn hai mẹ hai. con tí nữa về phải chạy cẩn thận nhá. Nhưng mà bé này, em này, chú nói này, anh nói này, phải thương mẹ nhá. Sau này cho dù có bạn trai có chồng phải thương mẹ. Mẹ là người quan trọng nhất, phải thương mẹ số 1. Đặt mẹ lên hàng đầu nhá. Bé này nó thương chị lắm, nói chung là Phải các thương. con đứa nào cũng thương, bé thứ Phải hai cũng thương thương. mẹ lắm. Phải thương mẹ. Nó Mẹ là số 1. lấy chồng á, nó sợ là bên chồng nó thằng này nè, thằng hiện giờ đám đối rồi đó, là Sao? không chịu ở rể. Rồi cái chuyện nó nói là gần gần tới ngày đám đối nó ôm chị nó khóc, nó nói, mẹ À ơi. ai, con gái hả? Bé Nhi hả? Bé Nhi á, nó ôm chị nó khóc, nó nói mẹ ơi con sợ lấy chồng rồi con sẽ bỏ mẹ, rồi con không được sự quan tâm của mẹ, không ai yêu con bằng mẹ hết trơn á, không ai lo cho Ồ. con bằng mẹ hết Vậy là con gái nhà mình rất sợ khi mà lấy chồng. á. Sợ vậy yêu chi sớm mà. Rồi cái chị nói nè, thôi con lấy chồng con ở với mẹ mà, cái nó nói ở với mẹ thì cũng mất ngủ với chồng chứ đâu có được lo, Ủa mẹ lo sao, đâu. sao mới đã làm đám nói thì sao có suy nghĩ kỳ á? Nhưng mà con nhà mình lấy chồng này là ép buộc hay là tự nguyện? Không, nó tự nguyện mà, cái nó nghĩ là nó sợ là chị không còn quan tâm nó nữa. Vậy thì chưa cưới mà mình có thể thêm tìm hiểu thêm một thời gian là được mà. 3 4 năm nữa chẳng sao, mới có đôi mươi mà. Con gái mới có tuổi 20 mà sợ gì? 25 26 tuổi lấy đâu có sao đâu. Mẹ nó Đúng nói không ạ? rằng nó sợ mẹ là không có quan tâm cho nó. Dạ. Rồi chị nói là thôi con ở đây với mẹ mà, thì lúc nào mẹ cũng quan tâm cho con hết á. Nó thì dở công việc lắm, chị làm hết à. Dạ rồi, thì cái sự việc nhà mình thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận nha. Thôi chị thì cứ cố gắng phấn đấu, nghị lực lên mà sống ha. Cuộc đời số phận đã như vậy rồi thì mình phải cố gắng bước qua số phận. Mình đừng có tủi thân nữa. Em biết rằng nhiều đêm chị khóc thầm nhiều đấy. Và chị tủi thân rất nhiều đấy. Bởi vì cuộc đời của chị không may mắn như những người phụ nữ khác. Nói chung Có là thể chị nhìn vào những người phụ nữ khác hạnh phúc, chị sẽ tủi thân. Nhưng em mong rằng ông trời không lấy gọi là tất cả mọi thứ của người của con người hết, lấy cái này sẽ bù cái khác chị nha. chị mất mát về chồng thì chị không có tuổi hơn, mà chị Dạ bây giờ chị mất con chị tuổi lắm. dạ em hiểu rồi. Và chị cũng như là con gái của chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Chị Đồng đồng ý không ạ? ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ, chị có đồng ý không? Đồng ý. Rồi em gái đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ, và toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái
chịu trách nhiệm. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Ừ, đúng Dạ rồi, cuối video này em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất được tin vui là con gái bé Nhi sẽ quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất nha. Rồi, nếu mà bé Nhi sớm quay trở về, chị rất là cảm ơn dạ. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Rồi, cho tới khi con gái nhà mình về cũng không nhận quà cáp hay hậu tạ gì hết, giúp miễn phí nha. Rồi. Nên gia đình nhà mình cứ yên tâm về vấn đề đấy nha. Dạ. Hy vọng rằng cái video này khi mà đăng tải lên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho mẹ con sớm gặp nhau đoàn tụ với nhau. Em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cảm ơn tất cả ông bà cô bác cô chú anh chị cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước đã luôn chung tay góp sức với đội hiệp sĩ trong quá trình thời gian qua. Em xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.